Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ mang đến mọi người một cái trải bài nó sẽ không gói bó buộc, bắt buộc nó là trải bài về tình yêu hay là về sự nghiệp, công việc, học tập hay là cuộc sống gì hết, mà đơn thuần chỉ là những điều mà các thiên thần đang muốn gửi đến cho các bạn. Có thể rằng là các bạn sẽ là bất kỳ thông điệp gì ha, sẽ là bất kỳ một cái thông điệp gì đó mà các thiên thần ở đây muốn gửi đến cho các bạn. Thì hôm nay mình có 4 tụ bài và mình hoàn toàn không không biết rằng là sau mỗi tụ bài đó nó sẽ chứa cái thông điệp gì cho đến khi mình dở cái bài lên ha. Thì cái ngày hôm nay nó sẽ khác với mọi ngày một chút, đó là mình sẽ không dở tarot trước mà mình sẽ dở cái lá bài của trong bộ bài câu trả lời của những thiên thần trước để mình xin thông điệp chủ đạo cho các bạn, và chỉ một lá duy nhất từ bộ bài câu trả lời của những thiên thần. Sau đó là mình sẽ sử dụng bài tarot để đi sâu vào cái thông điệp đó hơn. Và hôm nay mình sẽ không miêu tả cụ thể từng tình huống nó như thế nào, bởi vì mỗi một tình huống, mỗi một người có một câu chuyện, mà ở đây mình chỉ muốn gửi đến cho các bạn đó là thông điệp mà thôi. Mình sẽ không quá đào sâu vào cái câu chuyện của mọi người, của mỗi tụ ha. Nó chỉ là cái phần thông điệp, xem là vũ trụ và xem là các thiên thần đang muốn nhắn nhủ gì với bạn. Hôm nay mình có 4 tụ bài ha. Tụ số 1, tụ số 2, tụ số 3 và tụ số 4. Các bạn có thể nhìn vào các tụ bài để xem mình bị thu hút bởi tụ nào ha. Hoặc là nhìn vào các viên đá. Hôm nay mình có để các viên đá lên để cho các bạn dễ lựa chọn. Nếu như các bạn vẫn chưa chọn được tụ bài mà mình mong muốn thì các bạn có thể nhấn dừng màn hình lại, sau đó là suy nghĩ để xem là tụ bài nào thu hút bởi mình ha. Và bây giờ mình sẽ giải tụ bài đầu tiên trước, tụ bài số 1. Đến với tụ bài đầu tiên ha. Thì như lúc nãy mình đã nói thì hôm nay mình sẽ giải bài khác với mọi ngày, là mình sẽ dở cái lá câu trả lời của những thiên thần trước để xem là thông điệp dành cho các bạn là gì. Sau đó mình mới dở đến cái tụ tarot bên này để xem là cái đi sâu hơn vào câu chuyện một chút ha. Và yes, helpful people. Cái thông điệp chính mà mình thấy được ở đây dành cho các bạn tụ số 1 đó là đã đến lúc các bạn phải mở rộng các mối quan hệ của mình hơn. Đến lúc các bạn phải cởi mở hơn với mọi người. Và đã đến lúc bạn phải làm rõ ràng các cái mối quan hệ của mình hiện tại. Thí dụ như bạn đang ở trong mối quan hệ tình cảm mà bạn chưa biết nó như thế nào, hay bạn chưa đi đến đâu, hay bạn đang ở một cái mối quan hệ có thể gọi là mối quan hệ mập mờ, mối quan hệ chưa xác định được, hoặc là một mối quan hệ không đặt tên nào đó, thì các bạn cần phải làm rõ ràng các cái mối quan hệ đó, xem rằng là các bạn là gì của nhau. Và dường như là sẽ có một người nào đó, còn ngoài ra thì mình còn thấy có cái thông điệp đó là sẽ có một cái người nào đó bước vào cuộc sống của bạn và biến những cái ước mơ của bạn thành hiện thực. Mình sẽ xem là thì mình sẽ dở cái tụ bài tarot ra ha để xem là có điều gì đi rõ hơn một chút. Knight of Pentacles, Wheel of Fortune, The Hangman, Ace of Cups, Page of Wands và Six of Swords. Đầu tiên ha, thì mình thấy rằng là bạn dường như đang ở trong một cái tình huống nó bế tắc và bạn không biết rằng là bạn phải làm như thế nào ở bất kỳ cái tình huống nào ha. Có thể rằng là bạn đang cảm thấy bế tắc với một mối quan hệ nào đó, hoặc bạn đang bị bế tắc trong một cái môi trường công việc nào đó, và
bạn không biết rằng là mình nên làm gì, mình nên đi hay ở cái mối quan hệ này, ở cái tình huống này, thì thông điệp mà cái thiên thần muốn nhắn gửi cho bạn đó là đã là thời điểm để bạn di chuyển, đã là thời điểm để bạn thay đổi rồi. Thay đổi về vị trí nè, thay đổi về môi trường nè, thay đổi về tư duy các mối quan hệ của mình. Dường như bạn đang nhìn về hiện tại khá là nhiều và bạn nuối tiếc một số điều gì đó mà bạn chưa dám bước đi ha. Có thể rằng là bạn sợ rằng là khi mà bạn đi rồi á, khi mà bạn đã bước ra khỏi những cái điều này thì mọi thứ nó sẽ không còn được như bạn đã mong muốn nữa, cho nên rằng là bạn không dám bước đi, bạn chần chừ, bạn lưỡng lự. Nhưng mà bạn đã không còn phù hợp với cái môi trường này nữa rồi, bạn đã không còn phù hợp với một cái mối quan hệ này nữa rồi, nên là bạn cần phải đi tìm lại cái sự cân bằng, cái sự vui vẻ, tìm lại niềm vui trong cuộc sống của mình, tìm lại tình yêu trong cuộc sống của mình ha. Đối với những bạn mà có muốn có cái thông điệp về tình yêu, sẽ có những cái khởi đầu mới đang chờ với bạn ở phía trước, nhưng mà với điều kiện rằng là bạn phải thay đổi, bạn phải bước đi về phía trước. Bạn phải bước, khi mà bạn bước đi về phía trước rồi, khi bạn cởi mở rồi, khi bạn làm rõ ràng các mối quan hệ của mình rồi, thì đến lúc đó những cái điều tốt đẹp, tình yêu, những cái điều tốt đẹp này nó mới đến với bạn. Đó chính là thông điệp dành cho các bạn chọn tổ bài số 1. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ha. Bây giờ mình sẽ đến với các bạn chọn tổ bài số 2. Các bạn tụ bài số 2. Thông điệp sorry mọi người. Thông điệp look for a sign. Thông điệp từ các bộ bài câu trả lời của những thiên thần. Mình thấy rằng là thông điệp ở đây muốn nói với bạn đó là bạn hãy nhìn vào các cái dấu hiệu của thiên thần đang cố gửi đến bạn ha. Có những cái sự kiện xảy ra trong cái cuộc sống của bạn, nhưng mà nó không phải là những điều vô tình đâu, mà nó chính là những cái thông điệp, mà những cái lời nhắn mà thiên thần đang gửi riêng đến cho bạn. Bạn nên chú ý xem xung quanh cuộc sống của mình, những cái sự kiện nó đang xảy ra trong cuộc sống của mình ha. Đôi khi bạn nghĩ rằng là bạn phớt lờ nó đi, nhưng mà nó không phải là cái sự vô tình ha. Đó chính là cái sự sắp đặt của các thiên thần đang cố gửi một cái thông điệp gì đó đến cho bạn. Mình sẽ xem rõ hơn cái thông điệp đó là gì ha. Justice, Six of Swords, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Five of Swords và Three of Wands. Ở đây mình thấy ha, đây là lúc để cho sự thật được lên tiếng và công lý được thực thi. Hãy dường như á, các bạn chọn cái tụ bài này nè, các bạn đang có một cái dự định gì đó, một cái dự định gì đó cho công việc, hoặc là các bạn đang lo lắng không biết cái con đường mình đang đi nó có đúng hay không, các bạn không biết rằng là cái điều mình đang theo đuổi nó có đúng hay không, thì mình thấy rằng là các bạn hãy cứ đam mê đi, hãy cứ tự tin và lao về phía trước, lao về tương lai của mình. Nếu như á mà bạn chú tâm nè, bạn siêng năng, bạn cần mẫn, bạn tỉ mỉ, bạn có đầy đủ các kiến thức, bạn trau dồi đầy đủ các cái kiến thức, các cái kỹ năng dành cho mình trong cái công việc của bạn ha, trong cái con đường bạn đang đi á, thì bạn sẽ giành được chiến thắng. Bạn sẽ giành được chiến thắng ha. Và luôn luôn nhớ rằng là cái thiên thần nhắc nhở với bạn rằng là bạn cần phải giữ cái gọi là, nói sao ta, là cái, đối với các bạn mà làm kinh doanh á,
thì mình nghĩ rằng là mình luôn luôn phải giữ cái đầu tiên, đó chính là cái đạo đức. Đó là cái đạo đức làm nghề ha, là cái sự thật ha, lúc nào cũng phải đảm bảo cái sự thật đối với những cái người khách hàng của mình. Và nói chung rằng là đừng có sử dụng những cái gọi là những cái gì đó nó không tốt. À, bởi vì những cái chiến thắng mà bạn đạt được mà bạn sử dụng những cái điều không tốt á, thì cái chiến thắng đó nó thực sự hoàn toàn nó không hề mang một cái ý nghĩa thật sự, mà nó phải chiến thắng bằng chính cái sự nỗ lực của bản thân mình, là bạn làm bằng tất cả cái tâm của mình, bạn làm bằng những cái điều mà nó không hề sai quấy nha, không có bị vi phạm một những cái điều gì hết, thì cái chiến thắng đó mới thật sự là ý nghĩa. Và ở đây á, mình thấy rằng á, bạn á, các bạn chọn tụi bạn số 2 á, là những cái người á, mà có cái khả năng lãnh đạo khá là tốt nè. Các bạn là những cái người có tầm nhìn về tương lai, về con đường mình đi. Cho nên rằng là các bạn hãy cố gắng phát huy những cái điều đó hơn nữa để mình vừa một để mình có thể đạt được cái thành công như là mình mong muốn ha. Mình cũng không còn biết nói gì hơn nhiều nữa với cái tụ bài này. Đó là thông điệp dành cho các bạn chọn tụ bài số 2 ha. Có thể là nó hơi ngắn, nó hơi ít một ngắn một chút, nhưng mà mình đã cố gắng truyền tải những cái gì mà nó có thể gọi là đầy đủ nhất rồi. Và mình nghĩ rằng là các bạn cũng đã rõ ràng với cái tụ này rồi ha. Mình sẽ đến với tụ bài số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tụ bài số 2 nhé. Tụ bài số 2. Ý tụ bài số 3, xin lỗi mọi người. À, chúng ta sẽ đến với tụ bài số 3. Đây em xem rằng là thông lá chủ đạo của tụ này ha. Yeah, nãy giờ mới có một cái tình yêu romance lãng mạn. Ở đây ha, mình thấy được có hai thông điệp dành cho các bạn độc thân và các bạn có đôi rồi. Với thông điệp dành cho các bạn độc thân, đó là sẽ có một mối quan hệ quan trọng đang tiến đến với bạn, và nó là một mối quan hệ mà bạn đã chờ đợi bấy lâu nay rồi. Cái sự chờ đợi đó sẽ có những cái lúc vui, lúc buồn, sẽ có những lúc mà bạn cảm thấy rằng là mất tự tin vào mình. Đôi khi bạn nghĩ rằng cái tình yêu nó không đến với mình đâu, hoặc là mình là cái người không không phải là cái người mà được vũ trụ cho cái tình yêu đâu, mình không có tình yêu rồi. Nhưng mà hãy tin rằng á, là tình yêu nó đang đến với bạn, và lần này đến là để ở lại chứ không phải là đến để đi ha. Còn đối với những bạn mà đã có đôi có cặp rồi á, thì thông điệp dành cho các bạn đó là đôi bên á sẽ xích lại gần nhau hơn nè. Những cái bất hòa nó sẽ tan biến nè. Những cái niềm tin á trong hai bạn, cái mối quan hệ này sẽ phát triển ha. Và đối với một số bạn á thì nó sẽ tiến đến một cái sự cam kết, đó là kết hôn hoặc là đính hôn hoặc là một cái cam kết lâu dài với nhau ha. Đó chính là những cái điều mà mình thấy được cái thông điệp trong cái lá romance này. Bây giờ mình sẽ xem là cái câu chuyện bên trong nó như thế nào ha. The Hermit, Ace of Cup, Ace of Wands, The Chariot, Ten of Cup và The Star. Các bạn có đến hai lần của lá số 8 nè. Để mình một tí nhé. Mình thấy rằng ở đây á, nó có một cái sự ra đi nè. Nhưng mà ok. Mình thấy rằng là sau một cái khoảng thời gian á, mà bạn quay về với nội tâm bên trong của mình, bạn đây nè, bạn bước đi một mình nè, bạn bước đi một mình, bạn đi tìm cái ánh sáng lại, tìm lại cái ánh sáng của mình, và bạn ra khỏi một cái môi trường nào đó, một cái tương tác nào đó nó không còn phù hợp với mình nữa, thì các bạn trong thời gian sắp tới ha, các
thiên thần muốn nhắn nhủ với các bạn đó là bạn sẽ nhận được một cái thông điệp nè, bạn sẽ nhận được một cái tin tức nè, hoặc là bạn sẽ nhận được một cái cuộc nói chuyện ý nghĩa nào đó với một người nào đó. Mình sẽ không, đối với các bạn độc thân á, thì mình sẽ không nói, mình sẽ không đào sâu quá rằng là cái người này là người mới hay là người cũ, bởi vì nó sẽ không nằm trong cái nội dung của trải bài của ngày hôm nay. Mình chỉ nói rằng là sẽ có cái tin tức nào đó sớm nó sẽ được mang đến cho các bạn. Bởi vì cái lá đây nó mang cái nguồn năng lượng khá là nhanh nha mọi người, khá là sớm thôi chứ không có lâu. Sẽ có một ai đó tiến đến trong cuộc sống của bạn, một ai đó đang trên đường đến rồi, đang trên đường đến rồi, và cái người này sẽ mang đến một cái thay đổi lớn trong cuộc sống của bạn, một cái cam kết. Họ có thể họ đến với một cái cam kết, đó là gia đình 10 ly với nhau nè, các bạn cam kết đính hôn, kết hôn với nhau nè, và giống như rằng là các bạn đã tìm thấy ánh sáng ở cuối đường hầm á. Yes, giống như rằng là bạn đang đi ở trong cái đường hầm và bạn không biết rằng là bạn đã dần đến đích hay chưa. Thì khi mà bạn hỏi rằng các bạn đang cảm thấy rằng là các bạn đang thắc mắc rằng là các bạn đã gần đến đích hay chưa, các bạn đã gần ra khỏi cái đường hầm đó hay chưa, thì thiên thần muốn gửi đến cho các bạn đó là các bạn đang nhìn thấy những cái ánh sáng ở cuối đường hầm rồi. Các bạn sẽ sớm nhận được cái câu trả lời mà bấy lâu nay các bạn đang chờ đợi, một cái câu trả lời ha, hoặc là một cái bước ngoặt trong cái cuộc sống của các bạn. Đối với các bạn độc thân thì sẽ là một mối quan hệ đầy ý nghĩa, sẽ là một cái tình yêu lớn trong cuộc đời của các bạn xuất hiện. Còn đối với các bạn có đôi có cặp rồi thì có thể rằng là sẽ là một cái đám cưới, đính hôn, kết hôn với nhau ha. Rất là đẹp. Nhờ chúc mừng các bạn tụ số 3. Chắc là các bạn tụ số 3 đang rất là vui. Bởi vì mình cảm nhận đó là mọi người, khi mà các bạn xem các kênh của mình á, chủ yếu là các bạn, bản thân mình cũng là một người thích về tình yêu á mọi người, thích những cái vấn đề về tình cảm, cho nên rằng là mình nghĩ rằng là các bạn, cái năng lượng của mình á sẽ thu hút được các bạn đến xem cái channel của mình á, cũng là những bạn mà đang tìm một cái thông điệp gì đó về tình yêu ha. Ok, chúc mừng các bạn tụ số 3. Và bây giờ mình sẽ đến với tụ cuối cùng của ngày hôm nay, đó là tụ số 4 ha. Chúng ta sẽ xem là cái lá thông điệp đầu tiên này là gì. It's up to you. It's up to you. Thiên thần, cái thiên thần muốn nhắn nhủ với bạn đó là tất cả mọi thứ nó phụ thuộc vào bạn. Tất cả những cái trong tương lai nó sẽ xảy ra, nó sẽ phụ thuộc vào bạn ha. Và hãy tin vào chính sức mạnh của bản thân của mình. Hãy tin vào chính mình, tin vào trực giác, tin vào sức mạnh, tin vào khả năng của mình. Đừng chờ đợi để người khác chen vào và giành lấy cái thành công của bạn. Bạn là cái người cần phải chính mình đi xây dựng cái thành công cho mình. Đó là những cái thông điệp mà trong cái lá bài này muốn nói. Sorry mọi người. Bây giờ mình sẽ xem ha, có cái điều gì đang chờ các bạn. The Fool. Yeah, King of Wands, The Lover, The Dead, Ace of Wands và The Empress. Chưa gì thì mình đã thấy rằng là sẽ có một cái hành trình mới được đang chờ bạn ở phía trước. Nó đang chờ bạn bắt đầu. Dường như rằng là bạn đang do dự rất nhiều để xem là mình có bắt đầu cái hành trình này hay không. Bạn cần phải kết thúc một cái hành trình cũ của mình hiện tại để hướng đến một cái hành trình mới, nó nhiều lửa hơn, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê hơn. Một cái hành trình gọi là nó mới đúng là cái hành trình bạn nên đi.
một cái hành trình nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê, và bạn bước ra khỏi cái vùng an toàn của chính mình. Và mình thấy rằng là bạn vẫn đang, mình cảm thấy các bạn nhỏ tuổi số 4, các bạn vẫn đang cố chấp ở lại trong một cái môi trường nào đó, một cái nơi nào đó bạn cảm thấy an toàn. Nhưng mà bạn nhận được cái sự kêu gọi các thiên thần, các thông điệp các thiên thần ở đây, đó là các bạn cần phải ra đi, các bạn cần phải bắt đầu cái hành trình mới nè, hành trình của The Fool nè, một cái hành trình nó nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê. Các bạn cần phải bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình và cần phải có cái sự can đảm ở đây ha. Mình thấy ở đây cảm nhận được lửa rất là nhiều. Mình cảm thấy rằng là các bạn có những cái có lửa trong mình rất nhiều, nhưng chẳng qua rằng là các bạn chưa bước đi, bước ra khỏi cái hành trình này thôi nha. Và hãy chấm dứt những cái thứ mà nó đang kìm hãm bạn lại. Hãy dũng mãnh bước ra, hãy lao ra tương lai ở phía trước. Không phải là mình kêu gọi các bạn là bây giờ lúc này là lao ra đường đâu nhé. Bây giờ mùa dịch bệnh như thế này mà lao ra đường thì nó cũng hơi là nguy hiểm đó. Nhưng mà mình hãy chuẩn bị đi, mình chuẩn bị trong cái tư thế sẵn sàng rồi, để khi mà tất cả mọi thứ nó phù, nó là cái gọi là sao ta, cuộc sống của mọi người đó, nó quay trở lại nhịp sống bình thường rồi, thì đó là lúc các bạn bước vào một cái hành trình mới trong cái cuộc sống này. Ở đây nha, có thể là bạn, cái tình huống này nó có thể là tình yêu hoặc là bất kỳ một cái tình huống nào đó, bởi vì ở đây có the lover. Có thể là the lover thì có thể là tình yêu nhé. Cái tụ này có thể liên quan đến tình yêu. Bạn đang ở trong cái tương tác nào đó với một người nào đó mà bạn nghĩ bạn đã được thôi thúc để ra đi rồi, nhưng mà chẳng qua là bạn chưa dám ra đi thôi. Thì mình nghĩ rằng là đây chính là lúc để bạn bước ra đi. Bạn đi để bạn tìm lại cái sự xinh đẹp, cái sự tự tin, cái sự đầy đủ trong bản thân mình. Một cái hành trình vô cùng hứa hẹn. Ở đây có những cái lá The Fool nè, có Ace of Wands nè, và những cái lá của sự bắt đầu, và The Death nữa. The Death nó chấm dứt một cái hành trình cũ để bạn bắt đầu một cái hành trình mới. Mình thấy là như vậy ha. Thì các bạn được kêu ở đây, thông điệp mà các thiên thần muốn nhắn nhủ với các bạn tuổi số 4 đó chính là các bạn hãy can đảm bước ra khỏi cái vùng an toàn của mình, cái mối quan hệ hay là một cái môi trường công việc nào đó nó không còn phù hợp với mình nữa. Hoặc là bấy lâu nó không phải hoàn toàn, không phải là nó khó, nó có một cái sự có một cái tác động gì đó quá lớn, nhưng mà đôi khi rằng là cái nơi đó nó không còn phù hợp với mình nữa rồi. Cái nơi đó nó không còn chỗ để cho mình thể hiện những điều mà mình còn ẩn giấu ở bên trong nữa rồi, thì bạn cần phải bắt đầu cái hành trình mới để bạn tiến về phía trước, để bạn phát triển hơn nữa. Và ở đây rằng là tất cả mọi thứ đó, nó sẽ tùy thuộc vào tay bạn thôi. Bạn chấp nhận cái sự ổn định này, bạn chấp nhận những cái sự bạn chấp nhận cái sự ổn định này, bạn chấp nhận cái tình huống này nó cứ đều 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 diễn ra như vậy, thì bạn cứ ở lại trong cái vùng an toàn của bạn. Còn nếu như bạn muốn một cái hành trình nhiều lửa, nhiều nhiệt huyết, nhiều đam mê để chinh phục những cái thành công mới, chinh phục những cái điều mà bạn mong muốn hơn nữa trong tương lai, thì bạn đang được thôi thúc để ra đi. Tất cả những thứ ở đây thiên thần nhắn với bạn là it's up to you, nó tùy thuộc vào bạn mà thôi. Bạn có muốn tiến đến cái thành công trong tương lai hay không, hay là bạn cứ muốn ở mãi trong cái vùng an toàn của mình, thì nó tùy thuộc vào bản thân bạn mà thôi. Như lúc nãy lòng mình nói đó, đó là đừng chờ đợi người khác chen vào và giành lấy cái thành công của bạn, là bạn phải tự đi giành cái chiến thắng, cái thành công đối về, chứ đừng có đợi đến một cái khi có ai đó họ đạt được cái thành công mà như bạn đã từng được thôi thúc để bắt đầu á, thì bạn nói rằng là giá như ngày đó mình bắt đầu thì tất cả lúc đó nó đã muộn rồi ha. Lúc đó thì nó đã muộn rồi, mình cũng muốn thay đổi thì nó cũng không còn kịp nữa. Cho nên rằng là đó chính là những cái điều mà các thiên thần muốn nhắn với các bạn nha. Đó chính là thông điệp của bốn tụ bài của ngày hôm nay, và mình hy vọng rằng là các bạn cảm thấy thích cái thông điệp này. Nếu như các bạn cảm thấy
thích cái thông điệp của mình gửi đến cho mọi người thì mọi người có thể để lại cho mình một like, một subscribe kênh và một comment ở phía dưới về câu chuyện của các bạn cho mình biết ha. Và mình mong rằng là sẽ nhận được những cái phản hồi tích cực từ mọi người, cũng như rằng là nếu như ngày hôm nay bạn thấy rằng là bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về cái câu chuyện này, về cái thông điệp này, muốn làm rõ hơn tất cả mọi thứ, thì các bạn có thể liên hệ với mình để xem bài riêng. Những cái thông tin ở phía dưới, những cái thông tin để liên hệ với mình có để trong phần mô tả, các bạn có thể vào đó và xem nhé. Rất là cảm ơn các bạn ngày hôm nay đã lắng nghe cái trả bài của mình. Và hẹn gặp lại mọi người vào cái trả bài lần sau nhé. Cảm ơn mọi người, tạm biệt mọi người.